Mỹ cấp phép thuốc tiêm giúp hạ mỡ máu, giúp phòng ngừa đột quỵ, giá 74 triệu đồng một mũi. Gần đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết họ đã phê duyệt một loại thuốc tiêm được gọi là Leqvio của công ty dược phẩm Novartis. Trong đại dịch COVID-19, những mũi vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA đã giúp chống lại virus SARS-CoV-2 hiệu quả. Do đó, nó còn được thử nghiệm để chống lại ung thư, HIV và các bệnh không lây nhiễm như tim mạch. Thuốc tiêm này của công ty dược phẩm Novartis cũng được sử dụng theo công nghệ RNA, có công dụng trong việc giảm nồng độ cholesterol lipoprotein, mật độ thấp LDL hay còn gọi là mỡ máu, phòng ngừa đau tim và đột quỵ. Mũi tiêm này có thể làm tắt một gen có tên là BCSK9, thường biểu hiện ở gan. Với giấy phép mới được FDA phê duyệt, thuốc này sẽ được kê như một chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng và thuốc statin cho những người bị xơ cứng động mạch. Liệu trình sẽ bao gồm hai mũi tiêm dưới da cách nhau 3 tháng, sau đó mỗi 6 tháng sẽ tiêm mũi nhắc lại. Tuy nhiên, đối với phụ nữ đang mang thai không được khuyến cáo sử dụng vì nguy cơ có thể ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Theo hãng dược Novartis, giá thành tại thị trường Mỹ của mỗi mũi tiêm là 3.250 đô, tương đương 74 triệu đồng. Như vậy, tổng hai mũi tiêm sẽ có giá 128 triệu đồng. Novartis cho biết họ đã mất 10 tỷ đô để mua lại công nghệ phát triển thuốc này, cho nên giá thành được đưa ra vẫn thấp hơn chi phí thuốc điều trị của một bệnh nhân. Từ đây, trên thế giới, mỗi năm sẽ có hàng chục ngàn bệnh nhân tim mạch và đột quỵ được cứu sống nhờ các mũi tiêm này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.